đây là con gì? À, đây là con cá voi. Con cá voi trong tiếng Anh đọc là Whale. W-H-A-L-E. Whale là con cá voi. Đây là con gì? À, đây là con cá mập. Con cá mập trong tiếng Anh đọc là shark. S-H-A-R-K. Shark là con cá mập. Đây là con gì? À, đây là con sứa. Con sứa tiếng Anh đọc là jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish là con sứa. Đây là con gì? À, đây là con cá sấu. Con cá sấu tiếng Anh đọc là crocodile. C R O C O D I L E. Crocodile là con cá sấu. Đây là con gì? À, đây là con ếch. Con ếch tiếng Anh đọc là frog. F R O G. Frog là con ếch. Đây là con gì? À, đây là con cá heo. Con cá heo tiếng Anh đọc là dolphin. D O L P H I N. Dolphin là con cá heo. Đây là con gì? À, đây là con rùa. Con rùa trong tiếng Anh đọc là turtle. T-U-R-T-L-E. Turtle là con rùa. Đây là con gì? À, đây là con hải mã. Con hải mã tiếng Anh đọc là walrus. W A L R U S. Walrus là con hải mã. Đây là con gì? À, đây là con bạch tuộc. Con bạch tuộc tiếng Anh đọc là octopus. O C T O P U S. Octopus là con bạch tuộc. Đây là con gì? À, đây là con hà mã. Con hà mã tiếng Anh đọc là hippo. H I P P O. Hippo là con hà mã.